Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc mà tu của con á, thì mọi người á, là ai nói đúng cũng được, sai cũng được, con không có, tại vì tu được á, là tốt đẹp cho con. Nếu mà có hữu duyên được con thì chia sẻ nó với mọi người, còn không á, tại vì con bây giờ tu hành rồi, con không có danh lợi, còn không vì danh lợi hay là để hơn thua, đó là tôi là đúng, ông là tu là sai, con không cần biết là đây là lại đi nói với các sư khác là tu đúng tu sai gì hết á. Chỉ có mình đặt niềm tin vào như thế, vào đức, là có phải lời này dạy của bậc đạo sư dạy hay không, rồi mình đi kiểm nghiệm lại. Con đi tu hành như thế này cũng không có lôi kéo, cũng không có đệ tử, cũng không có xua đuổi ai cả, ai hưởng với con á, thì con chia sẻ nó với họ như thế. Còn mà nghe nói những cái chuyện mà công ty hay là lập mà kiểu anh Tuấn phát tâm mà có cái công ty xuyên định tuệ gì đấy, là công ty đó mà làm không vì danh vì lợi hay vì du lịch hay là cái gì, thì giúp đỡ cho con những người tu tới, thì con ở thanh tịnh thì tới, còn bất tịnh hay là liên quan đến danh lợi tổ chức đảng phái hay tổ chức thì con không có đồng ý, không có hoan nghênh, họ có làm ra thì việc của họ, nhưng con cũng né tránh. Cô Nguyễn Phương Hằng, chủ khu du lịch công ty Đại Nam, thì cô cũng muốn lên tiếng. Cô nói là sẽ công bố cái tu của sư là đúng chỗ nào sai chỗ nào, rồi có nhiều người ta cũng rất là quan tâm, có nhiều người họ cũng sân si, rồi có nhiều người thế này thế nọ thế kia. Thì cô cũng muốn hỏi sư cái sự kiện đó, cái nhân duyên gì, và xin sư có vài lời để khuyên mọi người hiểu đúng về cái Phật pháp á. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc mà tu của con á, thì mọi người á, là ai nói đúng cũng được, sai cũng được, con không có, tại vì tu được á, là tốt đẹp cho con. Nếu mà có hữu duyên được con thì chia sẻ nó với mọi người, còn không á, tại vì con bây giờ tu hành rồi, con không có danh lợi, còn không vì danh lợi hay là để hơn thua, đó là tôi là đúng, ông là tu là sai, con không cần biết là đây là lại đi nói với các sư khác là tu đúng tu sai gì hết á. Chỉ có mình đặt niềm tin vào như thế, vào đức, là có phải lời này dạy của bậc đạo sư dạy hay không, rồi mình đi kiểm nghiệm lại. Con đi tu hành như thế này cũng không có lôi kéo, cũng không có đệ tử, cũng không có xua đuổi ai cả, ai hưởng với con á, thì con chia sẻ nó với họ như thế. Còn mà nghe nói những cái chuyện mà công ty hay là lập mà kiểu anh Tuấn phát tâm mà có cái công ty xuyên định tuệ gì đấy, là công ty đó mà làm không vì danh vì lợi hay vì du lịch hay là cái gì, thì giúp đỡ cho con những người tu tới, thì con ở thanh tịnh thì tới, còn bất tịnh hay là liên quan đến danh lợi tổ chức đảng phái hay tổ chức thì con không có đồng ý, không có hoan nghênh, họ có làm ra thì việc của họ, nhưng con cũng né tránh đến những chỗ thanh tịnh để con mới tu hành thôi. Tại vì hạnh đầu đà của con là con không còn cái gì ba y bát, còn cái việc nói đúng hay sai hay là họ nói pháp này đúng hay là pháp kia đúng thì tùy họ. Với lại họ là nếu mà đúng thì họ tự tu cho họ, chứ con á, tu theo hạnh đầu đà có đúng sai gì con cũng được phước á, thì con cũng hưởng, hay là được nghiệp á, thì con cũng lãnh, và con cũng không có mong họ tốt đẹp với mình cả. Họ đến với con tốt đẹp con cũng bình thường, mà họ đến với con ghét bỏ hay là cái con cũng bình thường. Nói chung đối với con là tất cả mọi cái đều bình đẳng, ai cũng giống như ai cả, không có thấy người này tốt với mình rồi mình lại đi hoan hỷ, hay là thấy những cái người kia ghét bỏ mình rồi mình lại sân hận với họ, cái đó con phải xả bỏ. Còn họ muốn làm cái gì thì việc của họ, còn